Chào tất cả các bạn nha. Thì như mình đã nói hôm các bạn ơi, sớm này thì buổi sáng thì mình mắc phun, tiếp tục phun kích cỡ 2 nha các bạn, còn dang dở các bạn ơi. Thì hiện tại thì cũng 2 giờ mấy rồi các bạn. Mình kích cỡ 2 xong mới vô nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong thì bây giờ thì buổi chiều thì mình bắt đầu mà áp dụng đổ bắt lo các bạn ơi. Thì giờ mình cho các bạn xem sơ qua cái giai đoạn sồi Đài Loan mình nha các bạn. Đã áp dụng kích độ các bạn ơi, lá rất là đẹp luôn nha. Cho các bạn xem sơ sơ. Gà rất là đẹp các bạn ơi, rất là đều luôn. Mình đi trở vô cho các bạn xem clip bên kia nha. Như cái đang video mà mình áp dụng thuốc kích tọt á, thì mình cũng có nói các bạn, thì mình xử lý sồi Đài Loan chuyến này thì tháng 9 nha, xử lý 2 clip Đài Loan gặt các bạn ơi. Thì 2 clip này tầm khoảng cỡ 260 gốc các bạn. Đây là clip thứ 2 đây các bạn. Nói chung là tình hình lọc ra lá mớ rất là đẹp luôn nha các bạn, rất là đồng đều luôn, tỷ lệ 90-100% luôn các bạn ơi. Xem sơ sơ để các bạn thấy nha, thấy nó rõ hơn các bạn. Đây các bạn thấy đây, lá rất là đẹp, rất là đồng lọt luôn các bạn ơi. Thì các bạn xem sơ sơ thì các bạn cũng nắm được cái giai đoạn sồi của mình hiện tại rồi nha, giai đoạn lá màu đỏ đồng các bạn, sắp sửa chuyển qua lùa nha. Có số thì nó cũng đã hơi xanh xanh rồi các bạn ơi. Thì cái thời điểm này, cái giai đoạn này là rất thích hợp để xử lý bắt lo gốc nha các bạn. Rồi thì giờ vô mình bắt đầu áp dụng thuốc để đổ thôi. Mình quay một vài cây cho các bạn thấy thực tế để các bạn tiện theo dõi nha. Ngày hôm qua mưa 2-3 cây mưa luôn các bạn. Mưa rất là lớn luôn nha. Mình đỡ tốn công tưới nước các bạn ơi, rất là khỏe nha, đỡ được cái khâu này các bạn. Các bạn thấy rồi, tối hôm qua mưa rất là lớn nha các bạn. Xé ra đi. Rồi đây các bạn, thì mình sẽ cho các bạn, trước tiên cho các bạn xem cái gốc của cây sồi Đài Loan mình nha các bạn. Này. Hoành nó chắc hơn 2 tay các bạn ơi. Đây, và toàn cái tán cây đây các bạn. Thì mình ước lượng cái cây Đài Loan này á, thì mình đổ là 80g nha, 80g bắc lo kihoga dạng 15% nha các bạn. Đây 80g. Giờ mình sẽ banh che cho. Đây bắc lo các bạn, bắc lo kihoga 15%. Đây của công ty Do Thái Chem nha. Đây các bạn ơi, giờ mình nó múc cũng đã đủ rồi nha các bạn, 80g nha, cái căn của mình 1kg các bạn. Đây chính xác là 80g nha các bạn. Thì cái dòng bắc lo kihoga này mình cũng không có nói nhiều nha các bạn, chỉ mình làm đoạn video ngắn chủ yếu là cập nhật báo cáo các bạn, để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sồi, xử lý sồi của mình theo từng giai đoạn thôi các bạn ơi. Dòng bắc lo này mình có nói đi nói lại rất là nhiều trên những buổi live và có những video thực tế rồi các bạn. Thì cái vụ sồi 2 năm vừa qua, tức là năm 2021 và năm 2022, thì mình đã xử lý qua là 4 năm đợt nha các bạn, 4 năm đợt xử lý. Lý do là một năm mình xử lý 2-3 vụ các bạn, 2-3 đợt.
thì cho thấy hiệu quả rất là tốt nha các bạn. Và rất và mình cũng có hỗ trợ được rất nhiều anh em hỗ trợ và cho thấy hiệu quả rất là tốt các bạn ơi. Đây các bạn thấy đây, bắt lo bộ di dôn 15% phụ gia và chắc mang vừa đủ. Đây các bạn, là thuốc điều hòa sinh trưởng nha các bạn, bạn lưu ý được điều đó nha, không phải là bắt lo chung quy lượng nha các bạn. Đây các bạn thấy đây, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa. Thì cho các bạn xem sơ sơ các bạn ơi, một gói như thế này là 2 kg, với giá thành là 250k các bạn, một túi 2 kg nha. Lô bắt lo sau này đổi mẫu nha các bạn, đổi bao bì nha, bao bì mũ trong các bạn thấy thuốc bên trong nha. Điều đặc biệt là bột nó rất là mịn luôn các bạn, rất là nhanh tan trong nước nha. Đây mình khuấy có mấy cái thì các bạn thấy nó lên cái, nó lên bột đây các bạn, mùi hôi rất là hôi luôn. Thì nói chung cái dòng bắt lo này, cái Hoga này sử dụng rất là hiệu quả luôn các bạn ơi. Mình đã sử dụng 2 năm liền rồi. Rồi cái vụ qua năm nay 2023 thì cái vụ sòi sớm vụ vừa rồi đó thì mình cũng mới kích cử 2 ngày hôm qua với buổi sáng này rồi. Thì cho thấy cái dòng bắt lo này còn khá là hiệu quả nha các bạn, rất là tốt luôn các bạn ơi. Rồi thì 80g nha các bạn, cái gốc Đài Loan như thế này. 80g. Rồi mình sẽ đổ thực tế cho các bạn xem nha. Thì lý do là cái thời tiết nắng nóng các bạn, đất khô nha. Hôm qua lúc 1 giờ mấy và chiều tối 7 giờ mấy thì mưa rất là lớn, rất là nổi nước luôn các bạn. Rồi thì giờ mình mà bắt đầu đổ nha các bạn. Thì các bạn cứ đổ trực tiếp vào gốc như thế này. Rồi khi đổ gần hết thì vừa là một lượng nhỏ các bạn, chúng ta lắc nha, lắc đều, chúng ta đổ ra. Chính vì thế có được như thế thì bắt lo nó mới ra hoàn toàn xuống nha. Mình sẽ đổ thêm một cây lớn và một cây bé nữa để cho các bạn theo dõi, để các bạn tiện ước lượng cái số gam bắt lo nha các bạn. Đây các bạn xem nha. Cây này mình ước lượng theo mình thì mình đổ 50g bắt lo Kinhoga 15% của công ty Do Thái nha các bạn. Đây các bạn thấy cái thang đây, rất là nhỏ các bạn ơi, tay mấy thôi. Cây đó là 50g nha. Rồi căng 50g đi. Nước mình cũng đã múc sẵn nha các bạn. Rồi chính xác là 50g. Đây 50g, cây nhỏ thì lượng nước hơi ít tí xíu nha các bạn, nửa xô bê thôi. Rồi tiếp tục là cây này các bạn ơi. Đây. Cây này thì khá hơn một tí xíu nha các bạn, to hơn một tí xíu. Mà để mình đi xa xa cho các bạn thấy nó rõ hơn. Đây. Đây. Và thân nó cũng lớn hơn. Đây các bạn nhìn kỹ nha. Thân nó cũng cỡ 2 tay mấy, 2 tay ngoài. Cho các bạn xem rất là kỹ nha các bạn, để các bạn ước lượng cho nó chính xác nha. Bắt lo mà yếu quá thì nó cũng không đạt các bạn ơi, mà dư quá thì nó thành ra nó ngộ độc bắt lo thì nó cũng khổ. Rồi theo cây đó thì mình ước lượng tiếp tục là 80g nha các bạn. Đây. Cái như mình đã nói các bạn, cái dòng bắt lo Kinhoga Do Thái này các bạn ơi, nồng độ nó rất là ổn, rất là chuẩn các bạn. Nếu mình xài nó hơi cao quá thì nó sẽ bị ngộ độc bắt lo nha. Đây. 80g các bạn. Các bạn xem cái độ mịn của bột đây các bạn, nó tự hòa tan rất là nhanh luôn nha. Đây các bạn thấy đây, tự hòa tan luôn các bạn, rất là nhanh luôn nha. 80g thuốc. Cái số này thì 50g các bạn, thì mình phải điều ra và mình đổ thôi.
đây cho các bạn xem lại nha. Đây, và cái góc đây các bạn, một tay mấy thôi. Rồi thì mình cứ đổ trực tiếp vào góc như thế này thôi các bạn ơi. Còn lại một lượng nhỏ nước thì mình lắc cho nó đều, cho bắt lo nó xuống hoàn toàn. Đây các bạn thấy đây, đổ xuống thì thuốc và nước thì nó rút hoàn toàn nha các bạn, không có bị chảy ra tràn lan ra nha. Rồi thì mình tiếp tục cái xô này các bạn, 80 gram nha, mình cũng quậy đều lên và đổ thôi các bạn ơi. Quậy mấy cái mà lên bọt rất là mạnh luôn. Đây, các bạn xem lại cái góc này nha, mình nước lượng là 80 gram nha các bạn. Đây. Rồi thì mình cũng đổ trực tiếp vào góc như thế này thôi. Còn lại một lượng nhỏ nước thì mình cũng lắc đều và đổ để cho bắt lo nó xuống hoàn toàn. Các bạn thấy đây, nước và thuốc thì nó rút rất là nhanh luôn, không có chảy tràn lan ra ngoài nha các bạn. Rồi các bạn ơi, chủ yếu thì cái như mình đã nói lúc ban đầu nha, cái video này chủ yếu là cập nhật báo cáo các bạn để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn. Rồi các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mình đổ tiếp thôi các bạn ơi.